Trời ơi. Ok, lo cho chào mừng ngày hôm nay mình sẽ chơi Rock Fight Lại nữa. Thôi chú chơi mình. và đây là thằng bạn mình đang ngồi quẩy Rom Lốc, nó cứ bắt mình chơi nhưng mà phải làm VNG. video. Fuck, chơi cái trò gì mà tào lao thế nhỉ? Wow, màn hay Chuối chuối và chuẩn bị phiên bản cập nhật. Hồi nãy vì mình không thể làm được video rồi, hỏng mất rồi bởi vì không có wifi. chuối. Chết Bạn nói đi đi mình để tôi chơi cái này xong rồi tôi chơi ấy nhau. Rock Ghost tấn công, hãy đi theo chọn kiểu giải trí. Lát cái này. Hoàn thành hướng dẫn khi đi có thể nhận chọn hướng dẫn zombie cấp cao. Zombie cấp cao. Zombie hả? Ui, trời. Cái quái gì nó chạy đang chạy được. Tôi chưa kích đi. Hả? Tôi chưa kích đi. Không, chỉ kích bây giờ bà tôi không thôi. Chào mừng đến với nhiệm vụ kiểu kẻ nhấn nút di chuyển để đến phía trước phòng thủ nào. Đời có phòng à. Ok, mình như nó vừa mới ấy không? Vừa mới chơi hả? Đâu, đứng trước tôi có hơi nhiều dính vip luôn. Nhắm vào Ghost phía trước, tiêu diệt chúng nào. Là tốt lắm. Bạn đang trong phe zombie, hãy đi lây nhiễm loài người. Đi cầm đau rồi. Gì vậy? Cầm đi bắt loài được. Biểu hiện rất tốt, đến lúc thể hiện năng lực rồi. Chọn mát. Bắt đầu. Quay đi ông, quay đi. New friend. Hey, cái của tôi cũng có rất phức như ông nè. Hả? Cái của tôi cũng có cái giống ông á, ông quay quay giống như ông. Đó bác, sao chị cứ thôi? Đó. Bắt cô đây. Vãi thật. Rất đi đâu? Cái gì vậy? Em đưa ra. Ở da ông là quái vật này. Yeah.
cũng vậy. Rồi.